Chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Long An Ba bi tập chương trình Thời sự Đài Phát Thanh Long An kính chúc quý vị thính giả ngày Chủ nhật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Chương trình Thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Đài Phát Thanh Long An mở đầu là phần điểm tin trong tuần do phóng viên Tuyết Nga thực hiện. Kế đến là một số thông tin trong tỉnh, gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Long An lắp đầy trên 280 ha đất sản xuất công nghiệp. Thành phố Tân An tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và chi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm. Sau phần tin, bạn Việt Hằng có phóng sự thu thanh, bến lức chuẩn bị nguồn thực phẩm phục vụ Tết Đinh Dậu. Cuối cùng là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần điểm tin trong tuần. Thưa quý vị thính giả, trong tuần, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An long trọng khai mạc kỳ họp thứ tư khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Trạnh, Quý viên Trung ương đảng, bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khẳng định, năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 10, năm chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan chính quyền. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, khẩn trương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 9%, đưa vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công, gắn giới đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, tổ chức thành công tạo dấu ấn qua hội nghị xúc tiến đầu tư. Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế như tình trạng khô hạn xâm nhập mặn đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển nông nghiệp và đời sống của nhân dân, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp, vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tại kỳ họp, ông Trần văn Cần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đọc báo cáo cho biết, Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế là 9% đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, đáng ghi nhận là tốc độ tăng trưởng khu vực 2 khá cao, 14,2%. Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 9 đã thông qua 35 nghị quyết, trong đó có nghị quyết lãnh đạo thực hiện nghị quyết lãnh đạo của tỉnh năm 2017. Thưa quý vị thính giả, đoàn kiểm tra tòa án nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Anh, thẩm phán tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xét xử đối với tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh Long An. Năm 2016, kết quả giải quyết các vụ án hình sự của tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh Long An đạt kết quả cao. Toàn tỉnh thủ lý 1.139 vụ, giải quyết 1.129 vụ, đạt tỷ lệ 99%. Xử phạt hình phạt tù cho hưởng án treo giảm so với cùng kỳ năm 2015. Về kết quả giải quyết án dân sự của tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An cũng đạt tỷ lệ khá cao. Toàn tỉnh đã thụ lý 11.055 vụ, giải quyết 10.552 vụ, đạt tỷ lệ gần 96%, góp phần ổn định trật tự kinh tế xã hội tại địa phương, mang lại lòng tin cho quần chúng nhân dân tại buổi kiểm tra đồng chí nguyễn hòa bình chánh án tòa án nhân dân tối cao việt nam biểu dương những kết quả công tác mà hai cấp tòa án nhân dân tỉnh long an trong thời gian qua đã đạt được và đề nghị hai cấp tòa án kịp thời có biện pháp khắc phục các hạn chế thiếu sót được đoàn kiểm tra nêu ra nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án trong thời gian tới cũng trong tuần, Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp dùng Chubu Nhật Bản tổ chức hội thảo công nghệ môi trường Việt Nam Nhật Bản cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Long An. Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đã giới thiệu các sản phẩm công nghệ về môi trường ứng dụng trong xây dựng, chuyển hóa rác thải, xử lý nước thải, khí thải, khử trùng và kiểm soát dịch hại cây trồng. Hội thảo lần này là dịp để giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý môi trường giữa các doanh nghiệp đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận với một số sản phẩm công nghệ xử lý môi trường hiện đại của Nhật Bản. Qua đó giúp các doanh nghiệp tại tỉnh Long An tìm kiếm các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp tại đơn vị, hướng tới phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Thưa quý vị thính giả, đoàn công tác liên ngành của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Đình Khẩn, Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại huyện Thành Quá, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ về phối hợp giữa ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng năm 2016. Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đình Khẩn, Phó Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ ra những tồn tại dưỡng mắt của địa phương trong quá trình thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ. Quý thính giả thân mến, phần điểm tin trong tuần đến đây là kết thúc. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự của đài chúng tôi. Trong 10 tháng năm 2016, tổng diện tích đất cho thuê trong khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An được trên 281 hecta đạt 94% kế hoạch. Trong đó, khu công nghiệp lắp đầy thêm 267,8 hecta cụm công nghiệp lắp đầy thêm 13,5 hecta Phấn đấu đến hết năm 2016, Long An lắp đầy trên 300 hecta theo kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có 16 trên 28 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lắp đầy khoảng 66,2%, thu hút được 1.196 dự án đầu tư, thuê lại 1.856 hecta đất, trong đó có 498 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3.075 triệu đô la Mỹ và 698 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 52.748 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 32 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.368 hecta trong đó 28 cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng, 19 cụm công nghiệp có quyết định thành lập, 14 cụm công nghiệp hoạt động. Đến nay, các cụm công nghiệp hoạt động thu hút 263 dự án, gồm 60 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư 209,6 triệu đô la Mỹ và 203 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 5.333 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp hoạt động này là trên 88%. Có 185 doanh nghiệp hoạt động sản xuất thu hút khoảng 16.000 lao động làm việc. Từ đầu năm 2016 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Tân An đã tiến hành kiểm tra 522 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, 24 bếp ăn tập thể, phát hiện 24 trường hợp vi phạm về lưu mẫu thức ăn không đúng quy định, không khám sức khỏe cho người tiếp xúc thực phẩm, không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tịch thu tiêu quỷ một trường hợp với 35 kg thịt gia súc gia cầm không đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt là phối hợp kiểm tra một cơ sở kinh doanh măng chua không rõ nguồn gốc xuất xứ, tạm giữ 680 kg măng chua, 1,2 kg bột màu vàng, 50 g bột màu trắng. Đồng thời xử phạt hành chính với số tiền 35 triệu đồng do không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, sử dụng quá chất không có trong danh mục được phép sử dụng, quá chất không rõ nguồn gốc để sản xuất chế biến thực phẩm. Xử lý 50 trường hợp vi phạm về thuế, xử phạt vi phạm hành chính gần 450 triệu đồng. Để thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, thành phố Tân An tiếp tục phát huy vai trò của ban chỉ đạo 389 trong công tác chỉ đạo tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực địa bàn phụ trách. Từ nay đến ngày 5 tháng 2 năm 2017, các cấp hội chữ thập đỏ trong quyền bên nước tập trung triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân bính thân 2016. Theo đó, toàn hội dẫn động ít nhất 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá tối thiểu 300.000 đồng để tặng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, gia đình cán bộ, hội viên hội chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong quyền đối với các địa phương thì căn cứ vào số hộ nghèo thực tế ở mỗi địa phương cũng như điều kiện kinh tế xã hội và khả năng dẫn động nguồn lực ở các địa phương đơn vị để có dẫn động và tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể tặng tiền quà hoặc dẫn động giúp sửa chữa nhà ở tặng thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh nhân đạo cho người nghèo Câu lạc bộ bảo vệ môi trường ấp Tân Lợi, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ được Hội nông dân tỉnh phối hợp Hội nông dân huyện Tân Trụ chọn làm điểm để nhân rộng ra các ấp khác trong huyện. Đến nay, qua 3 tháng hoạt động, mô hình đã mang lại hiệu quả rất đáng ghi nhận. Câu lạc bộ gồm 25 thành viên, hàng tháng câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ để tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan bảo vệ môi trường, phản ánh kịp thời tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư và bàn biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, mỗi thành viên câu lạc bộ là một tuyên truyền viên vận động gia đình, người thân và sớm diện thực hiện tốt vệ sinh môi trường. Từ khi triển khai thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường, nhận thức và hành vi của các thành viên trong câu lạc bộ đã có nhiều thay đổi, trở thành thói quen của mỗi người. Bộ mặt nông thôn khang trang sạch đẹp hơn hẳn so với trước. Hộ dân không còn dứt rác bừa bãi xuống kênh rạch, rác thải được bỏ vào thùng rác công cộng đúng nơi quy định. Từ đầu năm 2016 đến nay, Ban An toàn Giao thông quyền Thủ Thừa đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đến giới người dân, qua đó đã góp phần làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Trong năm 2016, trên địa bàn quyền Thủ Thừa xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, giảm 5 vụ so với cùng kỳ, nam 9 người chết và 38 người bị thương về tình hình trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị cơ bản ổn định các tuyến đường trọng điểm xuống cấp đã được duy tu sửa chữa mạng lưới giao thông đông thôn được nâng cấp mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại nhất là người dân đã nâng cao ý thức chấp hành tốt luật giao thông Thưa quý vị, nhu cầu sử dụng thực phẩm trong dịp Tết nguyên đáng luôn tăng cao so với ngày thường. Nắm bắt được nhu cầu này, thường đến cuối năm, nhiều nông dân ở huyện Bến Lức lên kế hoạch sản xuất chăn nuôi vụ cuối năm với mong muốn giá thu mua ổn định để có thu nhập vui Tết cổ truyền của dân tộc. Hiện tại, trên địa bàn huyện có đàn gia súc là hơn 18.000 con, đàn gia cầm hơn 600.000 con. Dịp cao điểm này, các hộ chăn nuôi đang nỗ lực để có đủ nguồn thực phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đáng Đinh Dậu 2017. Hàng năm, gia đình luôn tăng đàn để kịp thời cung cấp cho thị trường vào dịp Tết. Mỗi lứa gà phải nuôi trong vòng 9 tuần mới được xuất chuồng, do đó gia đình anh tăng đàn thêm 5.000 con để bảo đảm có gà bán vào dịp Tết ngoài việc tiêm phòng định kỳ hàng tháng để tăng sức đề kháng cho đàn gà, gia đình còn tăng cường thuốc bổ cho gà. Bắt đầu từ 20 tháng chạp tới, gia đình sẽ xuất chuồng 8.000 con gà, có trọng lượng từ 1,8 kg đến 2 kg với mức giá bình quân từ 55 đến 65 000 đồng một ký. Sau khi trừ hết chi phí, gia đình anh thu lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Giang Chi, quản lý trại gà cho gia đình anh của, nói Gà này tôi nuôi thì chích ngừa từ từ lễ đầu rồi cách hai tuần sau chích ngừa thêm chập nữa trước khi sức thì tôi ngưng cảnh hai vụ gà. Do gần Tết, việc tái đàn phục vụ tiêu dùng, mật độ chăn nuôi tăng, vận chuyển buôn bán cũng tăng mạnh, nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh tương đối cao, khó kiểm soát nhằm bảo vệ tốt đàn vật nuôi phục vụ nhu cầu thực phẩm của người tiêu dùng dịp Tết. Công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị trực thuộc được ngành thú y quyền quan tâm đặc biệt. Ông Quỳnh Giang Quang, trưởng trạm thú y quyền Bình Lức cho biết. Thì trước mắt là trạm cũng đã tăng cường kiểm soát giết mổ trong các cái lò giết mổ gia súc gia cầm, đặc biệt là tình hình đưa nước vào cơ thể gia súc đã xử lý dứt điểm tình tình hình này. Và thứ hai nữa là trạm thú y cũng kết hợp với phòng nông nghiệp để mà thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành sắp tới và kiểm tra toàn bộ các cái điểm giết mổ gia súc gia cầm. Bên cạnh đó, để giúp người chăn nuôi an tâm phát triển sản xuất, cân đối cung cầu thực phẩm, ổn định thị trường cuối năm, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quyện đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất, kinh doanh về giống, thức ăn, thuốc thú y trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý ngay các ổ dịch phát sinh. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người chăn nuôi chủ động chăm sóc, bảo vệ gia súc gia cầm, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, tăng cường sử dụng nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại chỗ, có giải pháp tiết kiệm, giảm chi phí đầu vào trong sản xuất chăn nuôi. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dữ liệu Quốc gia IDG phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam VNPA tổ chức trao giải thưởng ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam năm 2016. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV là đơn vị duy nhất nhận giải thưởng ngân hàng bán lẻ tiêu biểu năm 2016 nét mới của giải thưởng ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam 2016 so với những năm trước là có thêm hai giải thưởng mới gồm giải thưởng ngân hàng có mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ hiệu quả nhất và giải thưởng ngân hàng đồng hành cùng với doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả nhất. Lãnh đạo chính tập đoàn lớn của Hàn Quốc bị chất vấn tại một phiên điều trần của Quốc hội nước này về vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Bắc Kinh Hề và người bạn thân của bà Choi Soon-sil. Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên trong 28 năm qua các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc được gọi là giới tài phiệt ở nước này có mặt tại một phiên điều trần của Quốc hội. Trong số các lãnh đạo trên có Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Hyundai Moto Chung Mong-ko, Chủ tịch SK jt tae Chủ tịch LG Go Bong-mo và Chủ tịch Lotte Shin Dong-bin. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Bến chào tạm biệt.